Tôi biết là tôi gửi con cho anh rồi bỏ đi biền biệt 5-6 năm là tôi sai. Nhưng mà tôi có lý do riêng của mình. Lý do gì để một người mẹ nói là gửi con mình mấy ngày rồi đi biền biệt suốt mấy năm trời? Tôi bị bệnh. Bây giờ tôi có một bệnh thận, sức khỏe yếu lắm, nhớ con lắm. Mấy năm rồi tôi muốn về thăm, nhưng mà tôi sợ về rồi không lo được cho con, tôi lại làm phiền anh nữa. Mẹ về mà con không vui hả? Sao không nói gì với mẹ hết vậy con? Mẹ của con đó, con chào mẹ đi. Mẹ nhớ con lắm.